quý vị, người ta thường nói rằng một con sâu thì làm rộng một nồi canh. Vừa rồi có hai vị giáo sư tiến sĩ đã làm xáo trộn cả cái nền văn hóa Việt Nam, mà hiện nay tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới rất là bức xúc và phẫn nộ về cái vấn đề mà cải cách chữ cái của tiếng Việt. Hôm nay Ma Quy sáng tác một bài hát, tuy nhiên ca từ hơi bị nhạy cảm một tí, nên mong quý vị thông cảm. Trước khi hát thì cho Huy chia sẻ như sau. Thí dụ mình nói hai ông này kỳ quặc quá, thì theo cái cải cách chữ cái thì nói hai ông này kỳ cặc quá, cho nên cái đó là như một chỉ thề chỉ tục vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ được. Và thí dụ như con em chúng ta sau này muốn viết một bài thơ để tỏ bày cái sự hiếu thảo với cha mẹ ông bà, nhưng mà đọc theo cái cải cách chữ cái á, thì nó như là chửi cha chửi mẹ chửi ông chửi bà vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ được. Rồi một nhạc sĩ mà sáng tác một bài hát, một cái ca từ viết rất là đẹp về quê hương, thơ văn của Việt Nam mình rất là đẹp phong phú, nhưng mà khi hát ra theo cái cải cách chữ cái á, là như chửi người ta vậy, tất cả đều không bao giờ được. Cho nên Mai Huy trong một cái số người mà gọi là bức xúc và phẫn nộ, hôm nay Huy sáng tác bài hát với tựa đề là Ông Khùng, mong quý vị thông cảm dùm, tại vì ca từ nó hơi nhạy cảm. Bài hát với tựa đề là Ông Khùng. Thuốc khùng.